Hôm nay mình làm thịt kho trứng nè các bạn. Thịt đó mình ra sắt ra dừa, sắt vuông vậy nè, theo sở thích của mình ha. Rồi mình rửa nước muối lại cho sạch, rồi mình để rổ cho nó ráo nha. Đó, mình để cho rổ cho ráo. Là trong đây mình có là 5 muỗng canh nước mắm này nè, 5 muỗng canh nước mắm ha, với lại 1 muỗng cà phê muối ha, với hành tỏi, với lại miếng ớt khô nha. Nào, bắt đầu bây giờ mình bỏ thịt cho mình ướp ha. Trong đây mình có là 5 muỗng canh nước mắm ha, 5 muỗng canh nước mắm nè, với lại 1 muỗng cà phê muối, với lại 1 muỗng cà phê ớt khô, và 2 muỗng cà phê nước màu. Thịt mình đã ướp rồi các bạn. Bây giờ mình qua trứng nha. Trứng mình luộc xong rồi, cái lúc mình luộc là mình bỏ muối vô cho các bạn. Mình luộc lúc mà tính nước sôi, nước mà nó sôi nó là mình cộng khoảng 12 phút nha, cho trứng nó không có nó không có mềm bên trong đó. Bắt đầu trứng luộc, mình đập cho trứng cho nó luộc xong 12 phút rồi đó, mình xả nước lạnh lại rồi mình đập trứng, cái vỏ trứng cho nó thấm nước lạnh đó, nó dễ tróc, mình luộc cho nó dễ tróc á. Là mình luộc xong rồi, bắt đầu mình bỏ một xíu nước màu đó các bạn, nước màu mình lăn trứng cho nó có màu, mình bóp mình thôi cho nó đẹp. Lăn trứng nè, bỏ nước màu nữa, mình lăn vô với trứng cho nó đẹp. À, sau khi phi hành tỏi cho thơm nè, phi hành tỏi cho thơm ha, bắt dầu lên, mình phi hành tỏi cho thơm, rồi mình bỏ thịt đó. Thịt mới ướp nãy đó, thịt mình ướp mình bỏ vô nha, phi hành tỏi cho thơm nè, rồi mình bỏ thịt vô nha các bạn. Sau khi thịt xong nha các bạn, đây là 12 muỗng cà phê dừa ha. Với lại 6 muỗng cà phê bột nêm canola nha các bạn. Bây giờ mình bỏ vô nè. Khi thịt xăng nữa mình bỏ vô. Muỗng cà no và 12 muỗng cà phê đường, 6 muỗng cà phê cà no, 6 muỗng cà phê đường nha, 6 muỗng cà phê cà no, 12 muỗng cà phê đường nha. Mình cho cạn nước, bắt đầu mình mới bỏ cái nước lại nước dừa vô ha. Sau khi mình bỏ bột nêm với lại đường vô rồi, mình cho nó chảy nước đường cho nó ra tan hết ha. Thịt mình đã nấu nãy giờ riu riu lửa rồi, lúc mình bỏ vô là nước với nước dừa các bạn, cho nó xăm xắp rồi đó, cho qua mặt nước thịt nha. Rồi bắt đầu mình vớt bọt nó sôi, vớt bọt xong mình bỏ trứng vô, trứng sôi mình bỏ lửa cho nó sôi lại, và mình để lửa mình để lặn lửa nhỏ lại nha. Rồi bắt đầu cho nó sôi tim nè, rồi mình nêm lại vừa ăn, xong mình cho nó sắc xuống một tí nữa, rồi mình cảm thấy thịt với trứng nó chín rồi đó, là bắt đầu mình tắt lửa nha các bạn. Nồi thịt heo mình đã kho xong rồi nè các bạn.
Thôi mình có thêm món thịt kho trứng nha các bạn nha. Nó protein mình đã kho xong rồi nè các bạn. Mình chúc các bạn vui khỏe ha.